Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Gia đình ngồi ăn bò nhúng giấm, một tô mắm nêm cũng như là một cái nồi để mà mình nhúng thịt bò, làm sao mà nó ngon, làm sao để mắm nêm ăn không hết, để lâu vẫn còn ăn được. Chuyện bảo lãnh cha mẹ ở bên Việt Nam hay ba mẹ qua Mỹ du lịch rồi mình làm giấy tờ cho ở lại luôn, làm cách nào đơn giản và không phải tốn tiền, hôm nay gia đình ngồi ăn chia sẻ cùng với mọi người. Đang làm mắm nêm thì không có tỏi cho nên phải gọi cái chị ở sau khu vườn của mình á. Chị ơi, liện tỏi qua cho em. Đây là nhà hàng xóm, liện qua củ tỏi. Cuộc sống ở Mỹ á, mà có người hàng xóm như thế này á, cũng không phải là dễ. Rất là khó mà tìm được củ tỏi lớn rồi để cho Lan làm nước mắm. À, thì chanh rất là nhiều nhưng mà mình không có cần hái những trái chanh này. Nó còn nhỏ lắm, chưa có được, nó hơi vàng vàng vậy á, nhưng mà nó chưa có ăn được. Nhưng mà trong nhà mình cũng có rất là nhiều chanh. Ớt trái thì tha hồ luôn, muốn hái bao nhiêu cũng có hết. Trái mà đỏ chừng nào á, thì nó không có cay. Mà những cái trái mà xanh xanh nhỏ nhỏ vậy nè, cay, rất là cay luôn. Hái luôn 3 trái ớt. Nhìn Loan thấy đẹp gái không? Nhìn trong trái ớt nè, đỏ, thấy chưa, đẹp gái chưa? Chào cô chú, anh chị và các bạn. Đây là Loan, có cái quán ăn ở San Jose trong khu Century Mall, quán miền Tây. Nói đến quán miền Tây thì ai cũng biết là cái món độc đáo nhất San Jose đó là món bún mắm hoặc là mắm và rau và nhiều món nữa. Thứ hai đóng cửa, mấy bữa trước á, không có chịu đóng. Mình nói nghỉ ngày đi, xuống đây nấu ăn. Cho nên hôm nay Loan sẽ làm bò nhúng giấm. Thì mình cần có trái khóm nè. Quê con thì kêu nó tiện cho nó đẹp. Hôm nay mình ăn bò nhúng giấm thì mình làm nước mắm chấm trước. Ở đây là cái gì? Nước mắm. Nước mắm hiệu mắm nêm Phú Quốc. Cái loại này ngon lắm á má Hồng. Nhưng mà lúc trước là con mua là không có hàng, bây giờ nó có qua lại rồi. Ở chợ là cũng có, chợ Việt Nam. Để cái chữ là mắm nêm Phú Quốc. Dạ. Có cái miếng giấy dán mà hơi đỏ đỏ, có hình con cá. Có cái hình của chắc bà chủ quá. Nhưng mà lại để là Thái Lan. Ngộ ha. Dạ, con không biết. Nhưng mà cái hiệu Phú Quốc này là hình như là nó có một loại một à. Nếu mà mình làm biến á, mà không có muốn làm mắm nêm á, thì đây cũng là một cái loại mình mua về ăn nè. Đó. Nhưng mà cái loại này á, có người thích thì cho thêm tí xíu muối vào, bởi vì nó hơi chua. Còn cái hiệu này cũng được nè. Hiệu ông già quê hương mắm nêm. Công thức á, thì rất là đơn giản, dễ làm không có khó. Thì bữa nay con nấu mắm nêm, nửa chai mắm nêm này, khoảng 6-7 nhánh tỏi với một trái ớt thôi. Tại vì ớt bỏ nhiều vô thì cay, người ăn được, người không ăn được. Rồi con bỏ thêm hai miếng khóm này, khoảng bao nhiêu đây thôi. Ok. Dạ. Thì mình bây giờ mình sắc tho khóm ra. Mình sắc ra mình bầm cho nó nhuyễn. Mình chấm. Con sắc kỳ rồi con bầm nhuyễn nó ra. Nếu mà có xay thì xay thì nó nhanh hơn. Mình không có bầm á, thì mình có cái máy gì nè, mình cho vào mình xay thì nó nhanh hơn. Dạ. Xay rồi mình đổ vô tí xíu nước. Má Hồng cho con xin miếng nước. Rồi con bỏ vô một tí nước. Chai nước mắm Phú Quốc này, mắm nêm Phú Quốc thì khoảng 4 muỗng đường dùng nha. Rồi chút mình có ấy thì mình bỏ thêm. Rồi. Rồi xong rồi con đổ cái này vô trước, nước khóm vô trước. Khủ bếp, khủ bếp.
Không, con có cần muỗng này. Okay. Rồi con có nước dừa coco cũng được, nước lạnh cũng được. Bỏ vô một tí xíu thôi. Thì mình nấu lên. Hôm nay là mình chỉ đứng ngó thôi, không có làm. Rồi, vậy rồi con bắt lên bếp con nấu tí xíu cho nó nước khóm nó ra. Để mà mình nấu bún nêm á thì lúc nào cũng vậy. Khóm mình xay cho thật là nhuyễn hoặc là mình bầm cho thật là nhuyễn, mình cho đường cũng như là cho tí xíu nước vào, mình bắt lên cái lửa, mình để cho nó riu riu để nó nấu chung với nhau, rồi sau đó mình mới bắt xuống rồi mình mới cho vào mắm nêm. Rồi con đổ vô đây nha. Nửa chai mắm nêm. Rồi xong rồi. Rồi cái này nó sôi rồi con tắt lửa, nửa cái miếng làm tư. Rồi con xay. Xay thì nửa miếng đó, nửa miếng khóm đó thì một nửa chai nước mắm này. Nước mắm Phú Quốc. Rồi xong rồi 4 muỗng đường. 4 muỗng đầy dung nha, 4 muỗng. Rồi mình bỏ cái đường vô, bỏ khóm vô. Một là mình bỏ nước lạnh, hai là mình bỏ miếng nước soda, nước dừa soda coco vô. Rồi mình bắt lên mình nấu. Nấu xong rồi cho nó sôi, mình để lửa riu thôi nha. Rồi mình băm tỏi ớt, rồi xong rồi mình bỏ mắm nêm vô. Rồi mình đổ cái nước mà mình nấu, nước khóm á, má Hồng. Nước khóm, nước đường á, mình đổ vô mình quậy lên. Quậy cho nó đều rồi xong rồi mình mới bỏ tỏi ớt chanh vô. Tô mắm nêm quá ngon luôn ha, cho nên cô chú làm thử ha. Đây là một loại mắm nêm mình có thể nấu nè, ăn không hết, mình cho vào trong cái hũ khi nào mình ăn những món gì á, chẳng hạn như thịt ba rọi. Trước tiên á là mình có dầu, tỏi, sả, sả hai cây sả, rồi nước lạnh, rồi giấm, nước dừa coco, rồi tiêu, rồi xong xong nguyên liệu rồi mình phải bắt nồi lên mình nấu. Mình để cho nóng nha. Rồi xong mình mở này ra, mình bỏ dầu vô. Khoảng một muỗng này đi. Rồi xong rồi mình bỏ tỏi vô. Bỏ tỏi vô mình đảo cho nó vàng tỏi. Vàng tỏi rồi xong rồi mình bỏ sả vô. Mình đảo sả với tỏi cho nó thơm lên. Để mình bỏ nước nước lạnh vô trước. Bỏ khoảng 1 lít nước lạnh. Rồi bỏ một lon nước dừa vô. Rồi xong rồi mình bỏ giấm, giấm 8 ao là được rồi. Rồi đường chắc con cho 2 muỗng đường này, 2 muỗng canh. Lưng lưng thôi, đừng có đầy quá. Hai muỗng này. Rồi thì mình bỏ chút thôi, hơi muối thôi cho nó có vị. Rồi xong mình chờ sôi là xong rồi đó, mình dọn ra ăn được rồi đó. Tất cả đã sẵn sàng rồi, cũng như là thịt bò mình mua ở trong chợ Costco có tên là Shabu Shabu. Cắt hết rồi, mình không cần làm gì hết. Mắm nêm thì cũng đã chia sẻ cách làm như thế nào cho đơn giản, quan trọng là mình phải nấu lên khi mình ăn không hết để lâu không có bị hư. Ăn với lại rau sống, nếu mà mình có táo xanh, còn không có táo xanh thì mình cũng có thể dùng khóm, còn rau thì tùy theo gia đình. Cái phần quan trọng đó là giấm, cách nói giấm nấu như thế nào thì nếu mà mình ăn đông á thì mình cứ nhân gấp 2, gấp 3, đơn giản vậy thôi. Khi mà mình ăn á, quan trọng là mình có cái gì? Ớt. Phải có trái ớt ha. Và đây là một cái dĩa rau đơn giản, rất là ngon cho một cái mùa lạnh. Bây giờ ngoài trời thì đã lạnh rồi, cho nên gia đình sẽ có một món ăn đơn giản. Đầu bếp hôm nay đó là cô gái miền Tây tên Loan, có cái quán là miền Tây ở trong khu Century Mall.
dễ tìm lắm. Nếu mà ai thích ăn món là bún mắm miền Tây hay là mắm và rau, bánh xèo, bò kho, bánh khọt. Rồi, trước khi ăn mình bỏ miếng tiêu vô nha, tiêu cho nó thơm cái mùi bò nhúng giấm lên. Thử bỏ tiêu đi, bỏ tiêu vô ăn rất là ngon. Rồi, mình bắt đầu mình ăn được á, má Hồng ơi. Bánh tráng Quy Nhơn mình phải nhúng nước á, thì nó như vậy nè, nó không có phùng lên, rất là ngon luôn. Tại vì cá mà bỏ vô nên bên đây á, chú Ninh giống như là mình tẩm bánh lù vậy. Đúng rồi hả? Thường thường ở miền chú đó, thường thường đang tạo bánh lù cá ngừ không à? Dạ. Còn là cháu thích rồi cũng ngon lắm. Này, thôi này, bún cho cho bún sơn. Ở Việt Nam ăn cá lóc. Đây ở trong không ít có cá biển, ngoài chú thì cá biển nhiều, ăn cá biển không à. Trời, một cái thì mai mốt về Việt Nam phải ăn món đúng ngay đúng mùa, cá mà. Cá lồ á, chị biết cá lồ không? Cá giống cái ngừ cỡ bê lớn này nè, còn ta lấy ruột, ta lấy cái trứng nó, như ta lấy cái cọc thôi à, cái trứng cái cọc thôi rồi, bắt đầu người ta xào khóm lên này. Ồ, xào khóm hả? Ừ, ăn ngon vô cùng. Mà tại ở miền của chú người ta hấp cá ta bán đó, yeah. Rồi cái ruột ta bỏ, người lấy cái cọc cái trứng với cái cọc gì đó, thì thôi à rồi. Chỉ có cái khu đó cái chỗ nào ta mổ cá thì mới có, chứ còn ngoài đây cái không có. Cái bao tử thì không ăn, ừ, ăn chỉ cái trứng với cái gì mà cái tim với. Bây giờ mình sẽ nói cho mọi người nghe, nói về vấn đề là bảo lãnh thân nhân, như là ba mẹ. Mình chỉ nói về ba mẹ thôi. Có hai cách để cho mình bảo lãnh. Thí dụ mình cho mẹ ở bên Việt Nam qua đây du lịch, thì khi mà mình xin cái du lịch như vậy, người ta cho mình cái visa thí dụ như một năm, đơn giản vậy đi ha. Thì mẹ sẽ ở đây thời gian khoảng 6 tháng thôi là phải về lại Việt Nam, chứ đừng có ở mà ta tới hết cái visa, đúng không? Rồi, bây giờ muốn mà để làm giấy tờ cho mẹ ở lại á, gọi là bảo lãnh mẹ từ ở Mỹ đó, thì mẹ phải ở Mỹ luôn để cho đến khi nào mẹ có cái thẻ xanh. Còn nếu mà muốn mẹ đi về lại Việt Nam thì mình vẫn để cho mẹ về, thì mình muốn làm giấy tờ thì nó đi tới đâu thì hay tới đó, mình không có cần phải gấp gáp. Cái khổ cái mà mình để cho mẹ mình ở bên Mỹ rồi mình làm cái tờ giấy bảo lãnh, trong thời gian đó là mẹ đâu có về Việt Nam được, lỡ có chuyện gì mẹ về là coi như là bị nó có vấn đề. Tốt hơn hết là mình có hai cái lựa chọn. Một là chị sẽ ở lại Mỹ cho đến khi nào chị có cái thẻ xanh. Hai là chị cứ về Việt Nam, khi nào muốn qua Mỹ chơi thì vẫn có cái visa để mà mình đi về. Thì em thấy cái điều đó tốt, đúng không? Mình không có bị giống như là những cái trường hợp mà có nhiều người họ nói rằng là làm cái giấy tờ mà bảo lãnh mẹ khi mà mẹ qua đây hoặc là ba qua đây á, thời gian khoảng là 4 tới 6 tháng thôi, làm giấy tờ free của chính phủ, mà chính phủ là chỗ này là luật sư đàng hoàng nha, đó thì mới làm. Nhưng mà mình muốn làm cái này á là mẹ mình phải ở Mỹ, phải gọi lên làm hẹn trước, rồi chừng nào nó chấp nhận rồi nó phỏng vấn mình, luật sư gọi lại phỏng vấn mình, rồi xong rồi giấy tờ xong rồi mình mới đem mình nộp. Rồi cái này là phi hết văn phòng chính phủ rồi này kia, cái này có số phone luôn. Ok, có số phone luôn, bây giờ đọc số phone cho mọi người nghe. Cái số điện thoại là 408-287-9710, Hồng sẽ để ở trên màn ảnh. Nhưng chỉ khi nào mà người thân mình đang ở Mỹ thì mình mới gọi để mình lấy cái hẹn. Còn thân nhân mình ở bên Việt Nam là mình không có làm được đâu nha. 9 giờ tới 1 giờ, bắt đầu nó nhận phone đó là từ 9 giờ tới 1 giờ. Nếu mà thị tỷ gọi vô á mà nó nói là bây giờ hết chỗ rồi, mình không vô được thì mình đẩy lại số phone, nó sẽ gọi lại cho mình. Tại khi mà mình gọi vô chắc đông người đợi quá, thì nó cứ nói vậy. Ok, giờ cái số người đông quá thì nó sẽ nói mình hãy gọi. Only qua 10 times 9 and 1, chứ không phải 9, 2, 1. Hả? 9 tới 9:30 nó full là nó full, 1 giờ tới 1 giờ mấy nó full là nó full. Nó gọi lúc nào cũng full, nhưng mà mình phải đại lại cái số phone của mình là nó tự động nó gọi lại cho mình. Nghĩa là từ 9 giờ là hết, phục, là hết. 9 giờ chứ không phải là từ 9 giờ rồi 10 giờ 11 12 tới 1 đâu. 9 giờ nó nhận ví dụ như là nửa tiếng đồng hồ sau nó nhận full, that's it, stop.
Rồi sau đó nó mở thêm một cái like khác nữa là 1 giờ. 1 giờ đến có thể là 1 giờ rưỡi là đã xếp. Chứ không phải là 9 giờ đến 1 giờ. Có chỉ lấy mấy cái call. Nhưng mà chỗ này á, là đặc biệt là về với chú Phan Thi bất tạch gì miễn phí hết. Gọi vô. Có luật sư hết. Tại bạn không có nước kỳ nó có nghĩa là mình nói lại như thế này nè, khi mà mình gọi số điện thoại là 408-287-9710, thứ nhất là người thân của mình qua bên này du lịch, người thân mình phải ở đây thì mình mới gọi được nha, chứ còn người thân mình ở bên Việt Nam là không có được đâu, bởi vì khi mà người ta cho mình cái hẹn để gặp đó là người thân mình phải ở bên này. Đó là điểm đầu tiên, mình gọi là từ 9 giờ, văn phòng nó mở cửa từ 9 giờ tới 1 giờ, nhưng khi mà mình gọi vào 9 giờ cho tới khoảng 9 giờ rưỡi đi, thí dụ nó cái số người gọi vô quá nhiều thì dĩ nhiên rồi mình gọi vô là nó kêu mình giữ máy, thì với cái số lượng bao nhiêu người á mà nó nghĩ rằng là đủ rồi là gọi vô là nó sẽ không có người gọi là cái máy nó trả lời với mình nữa, cho nên mình phải tiếp tục qua ngày hôm sau hoặc là khoảng 1 giờ mình gọi vô lại, nếu vẫn còn chỗ thì nó kêu mình giữ máy là mình ok, mình cứ giữ máy nha, rồi là nó sẽ cho mình cái hẹn. Nhưng mà thật sự nó phải hỏi qua mình rất là nhiều những cái gì đó, nó hỏi mình và nó hỏi người thân nha, người thân của mình phải ở kế bên ha, rồi bắt đầu nó cho mình cái hẹn. Đó là cách mà Loan đang làm cho mẹ, có nghĩa là hoàn toàn miễn phí 100%. Nhưng khám sức khỏe thì sao Loan? Khám sức khỏe thì khoảng 300 mấy là mình phải tự trả tiền. Tự trả tiền. Nhưng mà cái thời gian mà mình bảo lãnh mẹ từ khi mẹ ở bên Mỹ á, bao lâu nó có nói với mình không? Chưa. Nó không có nói. Lúc trước bạn con bảo lãnh là 6 tháng có thể xong. Thì bây giờ thì bây giờ nó phô có kia nó không có nói được nhanh nó chậm. Dạ. Có là chỗ nhiều... này là nó có viên mất tạch đồ hết luôn, bắt lên hết đầy đủ. Thì nó hẹn thứ 7 âm ngày 7 này nè. Cho nên những gì mà Loan đã làm cho mẹ đó thì tất cả giấy tờ khi mà mẹ qua bên Mỹ đó đem theo hết, hoàn toàn là một cái hồ sơ để khi mà mình lên để mà mình gặp luật sư để mà người ta lo giấy tờ cho mẹ là mình phải có đầy đủ. Còn nếu như mà mình thiếu cái gì có thể là mình có thể bổ túc, nhưng mà tóm lại là những cái gì mà mình cần để bảo lãnh thân nhân là mình phải sẵn sàng. Nhưng Loan cũng có nói như thế này nè, nếu mà mẹ có thể ở lại Mỹ đợi một năm, tại vì cái visa của mình có một năm thôi, vậy thì nếu mà cái visa nó hết hạn thì sao, mẹ phải về lại thôi, mà giấy tờ thì nó chưa có cho mình cái thẻ xanh. Không, nếu mà mình giấy tờ mình chưa có đủ, chưa có được thì mình lên văn phòng đó mình xin giới hạn là mình ở là mình chờ giấy tờ. Mình không có được để cho mình hết hạn nào đâu. Rồi hiểu rồi, có nghĩa là cái visa của mình một năm mà mình ở lại mình lo giấy tờ, nếu mà thời gian của mình visa của mình sắp sửa hết hạn mà cái thẻ xanh nó cũng chưa có đi tới đâu thì mình phải gọi lên nó để nó gia hạn cho mình. Ô vậy thì cũng tốt ha nha. Đúng rồi, xưa con cũng xin thẻ xanh cũng vậy đó. Trong khi mà con chờ đợi thẻ xanh 10 năm á, con đang apply á mà con hết hạn cái thẻ xanh 2 năm trước khi 1 tháng hay là 3 tháng là mình phải đi xin gia hạn, mình không có để cho hết hạn một ngày. Một ngày nó cho mình bỏ lộn. Wow, đúng rồi. Hồi xưa con đi luật sư là gì đó, luật sư xin cho con gia hạn ở lại một năm, trong vòng một năm con chờ lại giấy tờ. Nếu trong một năm đó giấy tờ con chưa xong sẽ xin thêm một năm thêm nữa. Giới hạn mình ở lại chờ giấy tờ cho nó hợp lại, mình đừng có để mà giấy tờ của mình hết hạn ngày nào. Thì nhiêu Loan đó, như vậy đó, thời gian là bao lâu mình nên xin dời cái thời hạn? Thì trong vòng trước 2 tháng, 1 tháng là mình nên đi xin gia hạn. Hay là mình xin tự tư vấn coi thế như thế nào. Để nó hướng dẫn mình cái tình hình, để nó hết hạn một ngày. Một ngày nó cũng cho là mình đã lội. Wow. Đó, tại vì con cũng làm với chú. Má học phải không? Con không dám đậu rồi. Nó kêu con là trong vòng 2 tháng 8 tuần con sẽ có thẻ xanh 10 năm. Con chờ hoài không có thẻ xanh 10 năm. Con đi lên sở với chú. Thì vợ chú kêu con là nên gọi lên chỗ thẻ xanh.
tại vì nó phỏng vấn cho mình là nó đưa lên chỗ thẻ xanh rồi, mình nên gọi lên đó để mình tư vấn, mình hỏi nó tại sao không gửi thẻ xanh lại cho mình. Thì con gọi lên thì nó kêu con là 2 tuần sau nó sẽ trả lời thư cho con biết là tại sao. Cái xong 2 tuần con không thấy, con mới lên sở di trú con hỏi nữa, thì mình cũng đâu có biết cái gì đâu. Hỏi nữa thì nó hỏi con á là trong khi mà con họ chờ đợi giấy tờ, con có hết hạn 1 ngày nào không? Con có ở đậu không? Con nói không. Con có xin giấy tờ để ở lại Điện Biên 1 năm để con chờ giấy tờ, mà con mới có 5 tháng là con kêu lên rồi. Nên con không có ở thiếu 1 ngày nào mà con không có giấy tờ. Thì xong rồi nó chắc vô nó coi thì nó nói là mình phải khiếu nại trên chỗ thẻ xanh, mình phải gửi thư cho nó là nói là tại sao. Thì con đi tới đi lui hoài, mình cũng đâu biết làm sao. Thì con mới trở lại cái luật sư mà làm giấy tờ cho con á. Thì họ lấy con 300 đô trong vòng tuần lễ là con có thẻ xanh. Họ gửi thư lên đó đó, là họ gọi cho nó vậy đó. Con có tại vì sở di trú nó cho mình cái số phone để mình gọi lên đó để mình điền đơn, mình nói chuyện với nó. Nhưng mà mình đâu có biết luật biết gì đâu, thì con muốn luật sư tiếp. Thì luật sư lấy con hình như là lúc đó 400 đô mà Si làm cho con giấy tờ rồi á, thì Si bớt con 100 đô còn 300. Trong vòng 1 tuần thôi là có thể xong rồi. Con ấy cái gì cũng kinh, nhờ luật sư ấy, nó làm nhanh lắm, còn mình chạy tới luôn cũng được. Con đi ha, mình đậu cái nó lên á, tao thấy hồ sơ của mày, hồ sơ mày bị bác bỏ rồi má, không thấy trời ơi hết hồn má dữ không. Tự nhiên mình không nhắn đậu, nó nói chúc mừng mày đậu thẻ xanh 10 năm, cái hỏi bao lâu mới gửi thẻ về, nó nói 8 tuần. Trong 8 tuần mình chờ từng ngày vậy đã có thẻ xanh. Chờ bà không thấy. Nó 9 tuần, 10 tuần quá không thấy luôn. Mình mới chạy lên sở di trú hỏi. Hỏi xong cái không, nó cho mình số. Nó nói bây giờ nó không có liên quan. Tại vì chỗ thẻ xanh thôi, nó gửi hồ sơ lên thẻ xanh rồi. Cái nó cho mình cái số trên thẻ xanh để mình gọi. Gọi xong gọi lên nó, cái nó nói 2 tuần nữa, tao sẽ trả lời cho mày biết là tại sao. Tại sao cái thẻ xanh này không gửi về? Trả lời 2 tuần, 3 tuần nữa không thấy. Cái chạy lên sở di trú tiếp. Tại thẻ xanh nó ở trên nắp trên tổ, mình đâu có lên văn phòng nó được đâu. Chạy lên sở di trú. Chạy lên cái nó chắc, cái người khác chắc con nữa. Hỏi là trong vòng con chờ mấy tháng đó, con chờ thẻ xanh đó, thẻ xanh này hết hạn á, là mày có cái gì bằng chứng để mày ở lại Mỹ không? Giấy tờ gì mày bằng chứng để ở lại Mỹ hợp lại không? Cái con đưa ra, tại vì luật sư làm cho con đi như 1 năm trời để con chờ giấy tờ. Thì đưa ra đưa cho nó xong, cái nó chấp nó nói bây giờ hồ sơ mày bị bác bỏ rồi. Tao không thấy, cái hết hồn. Ủa tại sao bác bỏ? Mà cái thư thì nó đưa cho mình là mình đậu. Cái mình đưa nó giấy tờ, nhờ nó chấp lại kỹ. Cái nó nói, nó chấp lại cái nó nói thôi bây giờ đó, mày viết thư đi lên chỗ thẻ xanh đó, mày nói chuyện với nó. Cái xong con đi hoài, con trở lại luật sư, con nhờ luật sư. Luật sư thì trong vòng tuần lễ là có khai xanh. Đó. Giờ bữa mẹ làm cái khai xanh. Mẹ nó hẹn với mình là không. Có những tháng thì khác, mẹ nói mà nó hẹn với mình rồi. Xong rồi. Mà nó hẹn vậy đó, mà lỡ cái nó nói sao cái hồ sơ của cô nhập vô không được. Mà nó cho mình cái giấy hẹn là ngày đó mình đi lại mình lấy cái khai xanh mình làm với tao hết, đủ hết rồi. Đó, ngày 31 tháng 8 lại lấy mà đưa giấy thì mình lấy khai xanh thôi, đưa giấy hẹn đó. Đưa vô cái chưa có hỏi gì. Sao cái hồ sơ của cô cho nó vô, giấy tờ nó không vô. Thật sự ra ở Mỹ đó, cái gì nó cũng phải theo thứ tự. Mình làm bất cứ một cái gì đó, mình trả tiền là mình phải giữ lại cái hóa đơn đó, mà mình phải biết tính cái thời gian của mình là sắp xếp làm sao, đừng có để mà cộng ngày quá rồi mình chạy nhiều cái không, mà mình cứ ngồi nhà mình nó ok, nó không gửi thư về thôi, mình cứ ngồi đó đi không,
mình cũng phải hỏi nó bây giờ thời gian mình phải đợi là bao lâu. Nó nói 8 tuần mà mình thấy 6 tuần không có là mình gọi hỏi nó đi, chứ đừng có để 8 tuần là mình gọi mình hỏi nó, thấy không? Cái gì cũng phải như vậy á. Mà bên này á, thật sự mà nói nếu mà mình lo được á thì mình lo, còn nhiều khi có nhiều người họ không lo được á thì bắt buộc họ phải nhờ qua những cái chỗ mà của Việt Nam mình lo, thấy không? Đó, có những lúc giấy tờ gửi về chị biết không, không có mở thư ra coi, dục dùng ra nó. Cho nên bây giờ hả, cái gì cũng vậy, phải mở ra xem thử coi giấy tờ của mình sao. Hồi xưa mà nên bảo lãnh ba má, nên tụi em tự lên online làm hết, nó tất cả lên online chứ làm gì mà đi ra ngoài để mà trả tiền. Có tiền đâu mà trả cho người ta bao nhiêu nè, bây giờ có nhiều người làm trả 3-4 ngàn đô để mà làm cái hồ sơ để bảo lãnh gia đình. Nhưng mà có nhiều người họ nghĩ ủa làm gì mà trả 3-4 ngàn đô, bởi vì có những người họ đã trả rồi hoặc để cho mình nghe thì mình mới biết, còn mình đâu có làm đâu mà mình biết, đúng không? Còn bây giờ cũng như chị nè, đó, lo qua đây rồi lo cho chị rồi làm cái này làm chị, thấy cái đường nào mà mình thấy ok thì mình làm, nhớ không? Thì cái chọn lựa của lo điều cái mà mình tìm hiểu được là nó phải như vậy, là không như là mẹ phải ở Mỹ cho đến khi nào có thẻ xanh, mà khi visa hết hạn là phải xin trước để ở lại Mỹ. Đó, đó, đúng không? Còn không thì bây giờ mẹ cứ về Việt Nam rồi là lo bỏ lãnh giấy tờ ở bên Việt Nam, qua là từ nào qua là qua thôi. Thì thấy cái đó nhiều khi mình muốn đi về có chuyện ở nhà nhiều khi. Cái đó là cái đó là bỏ lãnh, cái đó thì nghĩ cái hơi lâu hơn là cơ mặt mình này. 15 tháng. Để biết rõ ràng hơn thì mình gọi số điện thoại là 408-287-9710. Hôm nào rồi Hồng chia sẻ thêm. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy vui vẻ. Xin hẹn lại video ngày mai.